Làm việc trong thời gian du học, những thay đổi về luật trong thời gian gần đây cho phép sinh viên quốc tế làm việc và định cư thì Canada thực sự thu hút rất là nhiều sinh viên du học. Thì nếu bạn đang có ý định tìm kiếm học bổng du học Canada thì đừng bỏ qua thông tin mới nhất tại trường Fraser International College thì đang có chương trình học bổng là 2.000 đô la Canada, khoảng 35,2 triệu Việt Nam đồng khi đăng ký nhập học vào tháng 5 và tháng 9 năm 2015, với yêu cầu là điểm lớp 12 ít nhất trên 8 chấm và IELTS là 5.5. Fraser International College là trường cao đẳng nằm trong cùng hệ thống, thậm chí cùng khuôn viên với Simon Fraser University. Do đó, những cái sinh viên đã hoàn thành các khóa học của Fraser International College có thể học tiếp lên đại học tại Simon Fraser University mà không cần bất cứ điều kiện nào khác. Điều này mang lại ưu thế vượt trội, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa hai trường và sinh viên là những người được hưởng lợi ích nhiều nhất. Có thể nói, đây là con đường tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả bởi Simon Fraser University là một trong những trường đại học hàng đầu của Canada do tạp chí Maclean bình chọn. Sinh viên hoàn toàn yên tâm về chất lượng đào tạo, giá trị bằng cấp cũng như lộ trình học tập khi du học tại Canada. Tất cả đều rõ ràng, chi tiết và thống nhất. Trường cung cấp hơn 100 môn học thuộc 8 khóa chính. Sinh viên có nhiều chọn lựa ngành nghề đúng với sở thích của mình. Và các chuyên ngành đào tạo bao gồm như là kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học sức khỏe, xã hội, v.v. Và những ưu điểm nổi bật khi chuyển tiếp lên đại học. Thì tại Simon Fraser University, sinh viên sẽ được trải nghiệm môi trường học tập chuyên nghiệp. Sĩ số lớp học được hạn chế theo đúng tiêu chuẩn, ít hơn 35 sinh viên một lớp. Giảng viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, không chỉ là nơi truyền thụ mà còn là nơi truyền cảm hứng. Và các hoạt động ngoại khóa thì đa dạng. Cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và học tập như là thư viện, hồ bơi, phòng tập thể hình, cà phê, phòng dịch vụ sinh viên. Sinh viên được giới thiệu công việc làm khi có nhu cầu tối đa là 20 giờ một tuần. Thì về chỗ ở, sinh viên có thể đăng ký ở trong khu nội trú hoặc là ở chung với gia đình bản xứ được sự giới thiệu của nhà trường. Như vậy, Fraser International College với thế mạnh là chương trình chuyển tiếp lên đại học thuận lợi, nhanh chóng và chất lượng đào tạo được công nhận rộng rãi toàn cầu là một cái lựa chọn sáng suốt cho những học sinh có dự định du học Canada. Chương trình này hoàn toàn đáp ứng được chuẩn đầu ra quốc tế cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học sinh được học liên tục theo đuổi ước mơ của mình. Để chi tiết hơn về học phí cũng như thông tin về trường, các bạn có thể liên hệ ngay chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập website tân-đại-dương.edu.vn. Xin chào các bạn, Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới, mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học, và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em học trường trung học phổ thông Cần Giuộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ, tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm gửi gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ, em sẽ học ngành kế toán tại trường Sát Polytechnic. Thì tổng thời gian của em học bên đó đi lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ, em học 1 năm Anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ, em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Thì qua đâu em biết được công ty Tinh Mỹ Dương? Dạ, em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường Sát Polytechnic. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh.
Thì một lần nữa thì Tương Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tương Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em biết không chị. Xin chào em. Dạ.